Hello, everybody. So today I have two words, as I promised this morning when I posted a picture with the caption about the introvert and extrovert. And the question is, are you an introvert or extrovert? Okay. So today I'm going to explain to you more, but hopefully, and I think most of you actually understand about the two words already. So this is just more explanation and just more examples, okay? So if you are an extrovert, mean you like going out, you like talking, you like being sociable, you like being friendly, you like going with people, okay? So you are an extrovert. While if you are an introvert, it means you like spending time alone. You do not like time with being with someone, okay? Like you like spending time doing things by yourself, and you like being independent, okay? You don't like being controlled. You are introvert, okay? All right. So I will have some slide explanation, everyone. Okay. So I would like to make sure that this video is for free and not intended to make money, everyone. Because over here at my institute, Aga Institute, my director supported me to do this, and I'm the vice director. I'm happy to make the video clip lessons and drop to the students here at the institute in Phnom Penh and also in the provinces. Okay, all right. Ban chang khu pa yo chi mi sa khmai ba tham thiet hai khu min slide hai khu chang pa chea tha video ni khu man men dam bai ro prak chamnaing ei te ba khu lok niyuk vichea sthan aga ban anunyat ma khu lok ban kontrol noi ka rek khu thveu video ni khu dam bai chai chamlaing teu nisat ba teu nisat hay nên nị sật nơi chi sản phẩm và đôi chi nị sật nơi Phnom Penh hay nên nị sật nơi Tam Khai nằm bây giờ cả cho ruộng trồng nấy nông cả đại co sang nơi thôn thiên mà nu nằm bây bồng răng bị sa ông lấy nằm chân ở đây là sầm khán cứ tôi chọn nơi bồng bồng nọ khnì nị sật tập học khnì đại bàn mới nít cứ chui chạy lại tập bàn đằng tiền á và chân cứ chuẩn bị bàn đằng và hay biện introvert thì nâng extrovert ní và hai chị bông ông nông nia ban vô hỏi bà introvert và introvert biết là in in mini tha lẽ mặt khnông chẳng introvert nó cứ sầm đài lơ nè nó quạt tiền sực cột sực cung quạt sầm quạt co chả này nè introvert quạt chơi chất nơi này ai quạt chơi chất vừa ấy là luôn ai quạt chơi chất ai mi nè nam mà bẹp quan chả này nó introvert và nè mà extrovert exiting out extrovert mi nè quạt chơi chất nì dê mới kê quạt chơi chất đa hai tới mỗi kia qua chỗ chất cao vị thi sầm cung xây xây ở extrovert ok và chẳng cũng kết tham mình play với bài chụp bóng ôn bàn này sật tập học này bàn lưu biện nâng hai buộc lưu là bay mà dạng môn bàn cứ vô màu và thay chẳng sông mơ này dùng bên đây tập học này bạn mời cho mọi người đọc này và chẳng extrovert seek excitement and social activity in an effort to raise their naturally low arousal level. Whereas introverts tend to avoid social situation in an effort to avoid raising their naturally high arousal level too far. Chẳng bị nâng khó khăn nhiệt chẳng extrovert có chi diêm cứ tha rồi phép lượng phơm chất hay nâng rồi sạc ca mập hiếp sẵn cúng nâng không cùng nóng nằm bay thương mấy ai ai à cầm rất nâng ca rồng chua chất ca rồng khớp chất ca sạc bay và quạt nâng cư cả làng tràn lại là thò mà chuyện và chấm này ai introvert với cứ quạt ở chỗ chơi thì quạt chia viên nơi sạc một tiếp sản công xây hay quạt để thà đầm bay chia viên thưa mấy ở chỗ chơi ở miền ca rồi phơi chơi ở chỗ chơi ở chỗ chơi ở miền ca ở hà ca sờ bài chơi ấy chú cho ấy tràn này nâng à nâng introvert và chẳng có bị extrovert nhé và khó khăn này nhân sông từ và tỏ tiếp và bạn đi cùng với dụng và thay để tiếp mình phụ tỏ và thay bạn chân introvert introvert hay nâng extrovert mà
introvert អ្នកដែលចូលចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងចូលចិត្តធ្វើអីដោយខ្លួនឯងអត់ចូលចិត្តលក្ខណៈអីជាក្រុមឬក៏ចូលអត់ចូលចិត្តចូលសង្គមអីច្រើនណា introvert ផ្ទុយពី extrovert extrovert គឺគាត់ចូលចិត្តគ្នាគ្នាគាត់ចូលចិត្តនិយាយលេងគាត់ចូលចិត្តសកម្មភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមើលសកម្មភាពមួយមួយបាទជាឧទាហរណ៍ខ្លះណាបាទអញ្ចឹង introvert enjoy spending time alone ណាអញ្ចឹង introvert គាត់ចូលចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែដល់ពេល introvert extrovert បាទ gains energy in social situation extrovert នេះគឺគាត់មានគាត់ពេលដែលនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងគាត់ហាក់ដូចជាក្លៀវខ្លាគាត់មានកម្លាំងក្លៀវខ្លាហ្មង gain energy ណា gain the tool energy គឺកម្លាំងណាកម្លាំងក្លៀវខ្លាកម្លាំងស្វាហាប់នៅពេលដែលនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងអ្នក extrovert នេះអត់សូវចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងទេបាទប៉ុន្តែបើ introvert ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេល introvert thinks before speaking and acting introvert ធម្មតាគាត់គិតមុននឹងនិយាយហើយនឹងសម្រេចហើយនឹងសម្ដែងចេញអីមួយហ៊ានស្ងៀមស្ងាត់គិតច្រើនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើ extrovert ហ៊ានសម្រេចចិត្តលឿនបន្តិច make quick decision បាទបងប្អូនអាចចំណាំខ្លួនឯងបានថាតើប្រភេទអីបាទប្រភេទអីណាបាទអញ្ចឹង extrovert ហ៊ានសម្រេចចិត្តលឿនបន្តិច The introvert can be seen as more reserved introvert ហ្នឹងគឺហ៊ានគេហៅថាសគត់សគមអសិមអត់កោបាទ can be seen បាទយើងអាចឃើញគាត់ថាជាលក្ខណៈថាសគត់សគមអសិមអត់កោ reserve បាទសគត់សគមអសិមអត់កោប៉ុន្តែដល់ពេលខាង extrovert នេះ can be seen as outgoing រៀងក្លៀវក្លារៀង friendly រៀងរួសរាយរាក់ទាក់រៀងចូលចិត្តសង្គមណាចូលចិត្តការចូលក្នុងសង្គម outgoing ហ្នឹងណាស្មាន friendly ហើយ sociable បាទមានន័យថារាក់ទាក់ហើយចូលចិត្តនិយាយរកអ្នកផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គម and enthusiastic ហើយលក្ខណៈចង់ដឹងចង់ឮពីអ្វីមួយណា enthusiastic បាទគឺក្លៀវក្លាហ្មងណាបាទដល់ពេលខាងនេះទៀតបាទ introvert បាទ introvert prefer working independently introvert នេះចូលចិត្តធ្វើការលក្ខណៈឯករាជ្យអត់ចូលចិត្តឲ្យគេគ្រប់គ្រងទេចំណែក extrovert thrives in team oriented work settings គឺមានន័យថាជោគជ័យ thrives in នឹងជោគជ័យបាទជោគជ័យជោគជ័យឬមួយក៏មានន័យថាក្លៀវក្លាណានៅក្នុងបរិយាកាសបាទការបរិយាកាស setting លក្ខណៈធ្វើការជាក្រុមបាទអញ្ចឹងចូលចិត្តណាធ្វើការជាក្រុមហើយចង់ជោគជ័យបាទខុសពីលក្ខណៈ introvert បាទ introvert វាមានដាច់ដោយឡែកអត់សូវចូលចិត្តធ្វើការមួយគេមកនេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង extrovert and introvert everyone so I hope you understand the two words very well and this is just some example so somehow to my own experience when you are mature enough and when you know enough sometimes you are this sometimes you are that you know and I have one more word and I will actually explain to you later in between okay all right so it doesn't mean that being an extrovert is good or being an introvert is good or bad no it's up to you who you are and then you can actually make change according to the situations accordingly okay so over here besides vocabulary it's supposed to be a general knowledge for you that you can actually have some more ideas about who you are and then you can actually change yourself to adapt to the situation okay ba ku chang prab bong bong nok khnia tha มันสําคัญថាតើជាអ្នកណាទៅជា introvert ឬក៏ជា extrovert ទេគឺបងប្អូនអាចដឹងខ្លួនឯងបានហើយបងប្អូនអាចច្នៃស្ថានភាពនឹងបានពេលខ្លះយើងជា introvert ពេលខ្លះយើងជា extrovert ប៉ុន្តែវានឹងមានពាក្យមួយទៀតដែលគ្រូនឹងប្រាប់នៅពេលក្រោយណាបាទសូមលាក់សិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺលើសពី vocabulary លើសពីរៀនពាក្យវាអាចជាចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលយើងអាចសិក្សាពីមនុស្សនៅជុំវិញយើងថាជាអ្នកណាឲ្យយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីគេហើយដឹងពីយើងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសម្របសម្រួលបានបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដល់អ្នកផ្សេងៗមកមកជួយ share បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ